đây rồi. Yêu cái gì rồi? À, chắc đi trong bên đấy có người chăm cho gầy à? Con này bị ngáo. Khôi chẳng thể nào ngừng yêu. SOS. Mấy con siêu nhân bên kia chết rồi à? Nó đi đổi tên hết thành gấu rồi. Gấu gì? À, ừ, gấu đi mất rồi à? Không, nó vẫn đang ngồi đây cười ha ha vào mặt anh mình. Hết tiền rồi à? Hết tiền rồi, vừa nãy thả mấy gô tô hết rồi. Mày, à, bên mấy cái con mặt gấu nhá, mấy con mặt quỷ gấu nhá. Rồi, 30 chứ phải là Tết đâu. Thì 29 Tết mất rồi. 29 cũng chưa phải là Tết, mùng 1 mới là Tết. Còn chưa biết ai thắng ở giây cuối đâu. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Nói nghe, em có một tình yêu rất đơn giản. Cảm ơn Vân, cảm ơn mọi người. Mày ăn bao nhiêu cái bánh kem rồi? Chắc phải chục cái. Anh có ăn không? Để em chip sang anh khoảng độ... Dạ không ạ. 5 cái. Thế em sẽ để trong ngăn đá để em phần anh. Em cảm ơn chị Lily nhá. Không. Sao lại không? Mua cái mới ăn à, được thì mua cái mới. Mua mấy cái. Ơ cứu bé mọi người, help me, cứu bé mọi người. Help me, help me. Chết rồi, dây cuối rồi mọi người. Anh của chị sợ quá. Trời ơi. Khi nào có tiền rồi chơi nhá, bye bye. Này nhà em thả một kèo thôi, anh có gan anh chơi kèo nữa xem. Không cần.